Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhân ái ngày 14 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, làm mẹ đơn thân khi còn ở độ tuổi rất trẻ, sau khi sinh con xong thì bị bệnh tật dẫn đến teo chân, liệt thân dưới. Đó là hoàn cảnh vô cùng đáng thương của chị Phạm Thị Hiền, tổ dân phố 18, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Không chỉ có vậy, hàng tháng chị Nga còn phải về Hà Nội để điều trị, chi phí rất tốn kém, đã nằm ngoài khả năng chi trả của gia đình. Chị Phạm Thị Hiền, tổ dân phố 18, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, làm mẹ đơn thân khi vừa học xong trung học phổ thông. Công việc và thu nhập không có, lại nuôi thêm con nhỏ. Điều này đã là gánh nặng về kinh tế cho bố mẹ chị Hiền. Khốn khổ hơn, sau khi sinh con xong thì chị Hiền bị bệnh nặng hơn, sức khỏe yếu dần và nằm liệt giường gần 4 năm nay. Những ước mơ của chị Hiền vì thế cũng bị dập tắt. Qua lời kể của gia đình, sau khi sinh con xong, chị Hiền bị nhiễm trùng máu, cộng với tiền sử bệnh blues ban đỏ của mình, đã khiến cho sức đề kháng cơ thể yếu. Chị Hiền không còn khả năng phục hồi, dẫn đến nhiều biến chứng khác. Do đó, từ việc ăn uống, vệ sinh cá nhân đều phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc, giúp đỡ của bố mẹ và người thân. Không chỉ có vậy, hàng tháng chị Hiền còn phải xuống Hà Nội để kiểm tra sức khỏe, điều trị thuốc thang. Điều này đã dẫn đến kinh tế gia đình bố mẹ chị ngày càng kiệt quệ. Em nó bị cái bệnh lupus ban đỏ này là từ năm 2011, nhưng mà nặng nhất thì là vào năm 2020 khi mà em đẻ em bé. Thì là em bị nhiễm trùng máu ở trên đây, mổ ở trên bệnh viện tỉnh này, bị nhiễm trùng máu. Thì là đưa em về điều trị tích cực ở cái bệnh viện Bạch Mai ấy. Thì là từ đấy giờ đi là em cứ phải đi viện liên tục. Tức là ở viện còn hơn ở nhà, thế nên là hoàn cảnh của gia đình nhà cô thì nhà tôi thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tiền riêng tiền thuốc của em là hàng tháng ví dụ như là thì cũng phải mười mấy triệu cơ, có khi còn hơn. Xong lại nằm điều trị ở dưới đấy thì lại tiền thuốc tiền men nữa ngoài. Nên gia đình nhà chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cả cháu cả em thì cô cứ xoay sở là vay mượn thôi. Cứ nhẹ vay mượn thì là đến lúc mà được một đồng hai đồng thì cô lại trả đi. Do không có đất sản xuất, cả gia đình chỉ trông ngóng vào số tiền lương hưu ít ỏi của mẹ chị Hiền. Bố thì không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh. Ngoài lo cho con không đủ, lại thêm gánh nặng nuôi cháu, đã làm cho bố mẹ chị Hiền đã khó, lại càng túng quẫn, khốn khổ hơn. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cũng như các ngành chức năng cũng đã thường xuyên đến động viên, hỗ trợ một phần về vật chất cũng như tinh thần để gia đình giảm bớt khó khăn, có nghị lực vươn lên. Thì tổ dân phố cũng như là các hộ gia đình xung quanh là cũng rất có những tấm lòng hảo tâm. Thứ nhất là quyên góp vận động cho nhân dân trong phố để ủng hộ cho cháu. Một số tiền tuy là rất là nhỏ nhưng nó là cái tấm lòng, cái sự thương yêu đùm bọc đoàn kết của nhân dân trong phố. Cái thứ hai nữa là các cái gia đình xung quanh chỗ nhà cháu nó ở ấy, thì cũng thường xuyên là động viên giúp đỡ các cháu. Kể cả về vật chất cũng như về tinh thần, cháu thì đang bị cũng cách đây là mấy năm rồi, thường tháng nào cái bệnh của cháu là phải đi Hà Nội và khám chữa bệnh, cho nên là cái tiền kinh tế thì gia đình thì mẹ cháu thì là giáo viên cũng nghỉ hưu rồi, nghỉ hưu sớm, còn bố cháu là làm tự do, cho nên kinh tế gia đình thì nó cũng là hơi eo hẹp. Một điều nữa là gia đình rất mong muốn mà qua đây kêu gọi cộng đồng mạng cũng như là các nhà hảo tâm có những tình cảm hoặc là có chút về kinh tế cũng hỗ trợ cho cháu để cho gia đình cháu đỡ bớt khó khăn. Ước muốn của chị Hiền là được sống để nhìn thấy con trai khôn lớn, trưởng thành. Đó cũng chính là động lực và hy vọng lớn nhất để chị cố gắng đến ngày hôm nay. Rất mong các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm hỗ trợ chia sẻ khó khăn, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần để giúp cho gia đình chị Hiền tiếp tục chiến đấu với bệnh tật và có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ bà Phạm Thị Nga, tổ dân phố 18, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, hoặc chuyên mục Nhịp cầu nhân ái Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên, số tài khoản 8900211000025, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.